quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Tình Đốn từ Washington DC Radio, và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Tình Ca Chọn Lọc do Bích Duyên phụ trách. Giờ Nam Anh xin gửi lời chào thân ái tới chị Bích Duyên. Bích Duyên xin chào Nam Anh và xin kính chào quý thính giả đài phát thanh Hoa Tình Đốn. Hôm nay là mùa thu của yêu đương, và có những bản nhạc hay, rồi những cành cây, những lá cây độ màu vàng, cho nên đã có rất nhiều mối tình hoặc là những bài hát để mà ca tụng cái mùa thu, phải không? Dạ vâng. Mà Việt Nam mình có nhiều cô gái tên Thu, phải không? Dạ vâng. Chắc có lẽ là các ông yêu mùa thu, sinh ra con ra sinh mùa thu cho đặt tên mùa thu. Dạ vâng. Sau đây thì xin mời hai tiếng hát được nhiều người yêu mến, đó là Lâm Nhật Tiến và Nguyễn Hồng Nhung, qua một sáng tác của những nhạc sĩ mà nói là người ta thường gọi là nhạc sĩ của mùa thu, đó là Đoàn Chuẩn, Từ Linh. Về đây cuối trời, mưa
Vâng, thưa chị Bích Chuyên, ngoài ra thì Nam Anh có nghe một cái nhạc phẩm này, nó cũng rất là hay, rất là lạ. Không biết là chị Bích Chuyên hôm nay có thể chọn để gửi đến quý vị khán giả hay không ạ? Dạ thưa quý vị, có một bản nhạc mà nhiều người yêu thích và trong đó cũng nói về mùa thu nữa. Và bản nhạc này rất dễ thương, đó là bản Hương Ngọc Lan do nhạc sĩ Anh Quân qua giọng ca của ca sĩ Vũ Khanh. Nhạc này rất hay và lạ nữa, hôm nay mời quý vị cùng nghe. Dạ vâng, đó là một cái giọng ca rất là đầm ấm, sẽ làm cho quý vị khi mà nghe cái nhạc phẩm Hương Ngọc Lan này thì quý vị sẽ có những giây phút thật là thoải mái với chị Bích Chuyên, mà trong đó có nói về mùa thu nữa. Dạ. Từ ngày nào
lạc và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn. Một nhẹ làm em hái cho anh để mãi là một chút hương ngày cuối thu. Sẽ mãi mãi yêu em và sẽ mãi mãi hương ngọt lan tỏa trong giấc mơ. Sẽ mãi mãi thương em là thế và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao về anh tình nồng như thoáng hương dịu dàng. Hương lan bay xa mặt trời cuối thu, thương em yêu em gặp phố nơi hẹn hò, mùi lan thơm ngát cùng gió. Thưa quý vị, có một bản nhạc rất hay và chúng ta sẽ nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa cách đây nhiều năm. Bản nhạc này thì do nhạc sĩ Hoàng Cầm sáng tác, đó là bản Tình Cầm. Và hôm nay mời quý vị thưởng thức qua giọng ca của ca sĩ Vũ Khanh. Thưa quý vị, bản nhạc này thì cái người nhạc tả lại một cái cảnh ngày xưa mà khi cái người con ngồi thấy người cha ngồi đọc báo rồi trong một cái khung cảnh của một gia đình, cho nên có lẽ chúng ta nghe bản nhạc này để nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Mời quý vị thưởng thức nhạc bản Tình Cầm. Vâng, thưa quý vị, tiếng hát của ca sĩ Vũ Khanh sẽ tiếp theo đây qua một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Cầm, nhạc phẩm có tên Tình Cầm. Chờ em hát khúc xuân xưa.
những thuyền em buộc trên sông hận. Anh chẳng quay về với chúc phúc ngày tháng gì bà vương anh nguyệt mộng héo bên sông vẫn đợi chờ. Quý vị, một trong những nhạc sĩ quý vị yêu mến đó là nhạc sĩ Từ Công Phụng. Thưa quý vị, Đức Dân có hân hạnh gặp nhạc sĩ Từ Công Phụng khi mà nhạc sĩ sang bên đây trình diễn cách đây vài năm. Và Đức Dân cũng rất ái mộ những bài hát của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Hôm nay Đức Dân mời quý vị thưởng thức nhạc bản Giọt Lệ Cho Ngàn Sao rất là hay để thân tặng tất cả quý vị. Nhìn nhau trước
em sẽ khóc ngàn sao. Một mai khi ta nhau, cho tôi ta lỗi dù kiếp sống đã rêu bóng rồi. Giọt nước mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô. Một đời tôi sẽ sống quý vị. Chương trình tình ca chọn lọc của Bích Duyên và Nam Anh tới đây xin tạm ngưng và hẹn quý vị tuần sau. Chúc quý vị một buổi chiều thật vui vẻ và hạnh phúc. Văn phòng luật sư Frederick J. Day. Chúng tôi phụ trách các trường hợp về tai nạn xe cộ. Với sự tận tâm của các luật sư nhiều năm kinh nghiệm, văn phòng chúng tôi đã đòi bồi thường cao nhất cho các thân chủ trong nhiều năm qua, tham khảo miễn phí, chỉ nhận thù lao sau khi được bồi thường. Luật di trú, văn phòng chúng tôi đã đem đến sự đoàn tụ cho nhiều gia đình và du lịch từ Việt Nam sang thăm thân nhân, bảo lãnh cha mẹ, anh em, hôn thê, hôn phu, vợ chồng, con ngoại hôn, xin visa re-entry permit, lập công hàm độc thân, bênh vực khi bị trục xuất, kháng cáo vì hồ sơ bị
bác tại Việt Nam, đảm nhận các dịch vụ, điều chỉnh tình trạng cư trú, lập thẻ xanh, green card, luật gia đình, lập chúc thư, tín nhiệm thư, trust, đổi họ và tên, ly thân, ly dị, luật thương mại, thành lập công ty, hợp đồng, thành lập hội từ thiện, sang nhường cửa tiệm, quit claim, lấy tên ra khỏi hợp đồng, kinh nghiệm, tận tâm, uy tín, luật sư có mặt hàng ngày, sẵn sàng giải thích mọi thắc mắc và đại diện thân chủ trước tòa án. Văn phòng luật sư Frederick J. Day do một nhóm luật sư và nhân viên uy tín, tận tâm, kinh nghiệm, sẵn sàng phục vụ đồng hương tại địa chỉ 5641 Columbia Pike, Fortier, Virginia 22041, số điện thoại 703-845-1999, 703-845-1999 hoặc 703-845-8723, 703-845-8723.